Đang trên IBC TV từ miền Nam tới bang California bằng tần 57.19, ở tại miền Bắc California bằng tần 16.12, ở bang tần 27.7 mở rộng tại Houston, Texas, phủ sóng tần 50 tới bang Hoa Kỳ và Canada của hệ thống Galaxy 19, cập nhật 24/24 của trang mạng điện toán toàn cầu ibctv.us. Sứ ngôn viên Linh Trịnh và Minh Đăng cùng với ban tin tức chào đón quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Thủ tướng Hungary và Ngoại trưởng Szijjarto của Hungary tổ chức các cuộc đàm phán song phương tại Trung Quốc. Paris thức giấc trước kết quả bầu cử Pháp. Nhật Bản cảnh báo nên không sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Starmer nói rằng Vương quốc Anh có thể cải thiện thỏa thuận Brexit chấp vá với Liên Âu. Khoảnh khắc hỏa tiễn tấn công bệnh viện nhi Kiev. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sứ ngôn viên Minh Đăng. Và kính thưa quý vị, mở đầu là tin tức về việc Thủ tướng Hungary và Ngoại trưởng của Hungary tổ chức cuộc đàm phán song phương tại Trung Quốc. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Ngoại trưởng Peter Szijjarto đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày thứ Hai đầu tuần, vài ngày sau khi hội đàm về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Ukraine với Tổng thống của Nga ông Vladimir Putin, khiến cho một số nhà lãnh đạo Liên Âu tức giận. Chuyến viếng thăm của nhà lãnh đạo Hungary diễn ra sau khi ông gặp Tổng thống Ukraine là ông Zelensky ở Kiev và cũng tới Điện Kremlin. Chuyến đi đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các đồng minh của ông. Chuyến đi của ông Orbán tới Trung Quốc diễn ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh NATO để giải quyết việc hỗ trợ thêm cho Ukraine và sau khi Ủy ban Âu Châu xác nhận vào hồi tuần trước rằng họ sẽ áp thuế lên tới 37.6% đối với xe điện nhập cảng sản xuất tại Trung Quốc. Quốc gia Trung Âu này đã trở thành đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của Trung Quốc, trái ngược với một số quốc gia Liên Âu khác đang tìm cách trở nên ít phụ thuộc hơn vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong khi Bắc Kinh đe dọa áp đặt các biện pháp chống bán phá giá, trả đũa đối với thịt heo nhập cảng từ Âu Châu, ông Szijjarto cho biết trong một tuyên bố đăng trên Facebook của mình rằng hai bên đã đàm phán một thỏa thuận về việc tái xuất cảng thịt heo và gia cầm sang Trung Quốc. Paris thức giấc trước kết quả bầu cử ở Pháp. Người dân Paris bày tỏ lo lắng và bất ổn về tương lai, một ngày sau cuộc bầu cử vào hôm Chủ nhật dẫn đến một quốc hội treo với việc liên minh cánh tả bất ngờ chiếm vị trí đầu bảng nhưng không nhóm nào giành được đa số. Mặt trận bình dân mới gọi tắt là NFP, cánh tả, đã nổi lên như lực lượng thống trị trong quốc hội sau cuộc bầu cử vào hôm Chủ nhật nhưng không có nhóm nào bảo đảm đa số làm việc. Các khả năng bao gồm NFP thành lập một chính phủ thiểu số hoặc xây dựng một liên minh rộng lớn khó sử dụng. Kết quả này đã giáng một đòn mạnh vào Tổng thống Emmanuel Macron và khiến cho nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực là đồng euro rơi vào tình trạng lấp lửng. Báo trước một thời kỳ bất ổn chính trị chỉ vài tuần trước khi Paris đăng cai Thế vận hội Olympic. Ông Macron đã kết thúc với một quốc hội bị chia cắt. Điều này được cho là sẽ làm suy yếu vai trò của Pháp trong Liên Âu và xa hơn nữa, đồng thời khiến cho bất kỳ ai cũng khó có thể thúc đẩy một thị trường, chương trình nghị sự trong nước. Nhật Bản cảnh báo không nên sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng của Nhật Bản nhắc lại tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và đầu tuần này cho biết, nước bà phản đối những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc là ép buộc. Bà Yoko Kamikawa đưa ra nhận xét này tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nhật Bản và Philippines tại Manila. Hai nước đã tăng cường mối bang giao quốc phòng bằng cách ký thỏa thuận tiếp cận tương hỗ RAA trong ngày thứ Hai đầu tuần, cho biết đang tìm kiếm sự ổn định trong khu vực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc.
Nhật Bản và Philippines bắt đầu đàm phán thỏa thuận này vào hồi tháng 11 của năm 2023, thiết lập khuôn khổ pháp lý để hai nước đưa lực lượng đến lãnh thổ của nhau nhằm tiến hành huấn luyện và các hoạt động khác. Đây là thỏa thuận đầu tiên thuộc loại này được Nhật Bản ký kết ở châu Á và sẽ có hiệu lực sau khi cơ quan lập pháp ở hai nước phê chuẩn. Starmer nói rằng Vương quốc Anh có thể cải thiện thỏa thuận Brexit chắp vá với Liên Âu. Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer vào hôm thứ Hai hứa sẽ đạt được thỏa thuận tốt hơn với Liên Âu về các quy tắc thương mại thời hậu Brexit so với thỏa thuận chắp vá do cựu Thủ tướng Boris Johnson thực hiện. Phát biểu với các nhà báo ở Belfast trong khuôn khổ chuyến công du 4 quốc gia của Vương quốc Anh, ông Starmer nhấn mạnh rằng việc cải thiện mối quan hệ của Vương quốc Anh với Liên Âu sẽ đòi hỏi cam kết duy trì các thỏa thuận hiện có. Ông Starmer chia sẻ thêm, chúng ta sẽ không thể có được mối quan hệ tốt hơn trừ khi chúng ta thể hiện cam kết đối với mối quan hệ trong các thỏa thuận đã được đưa ra. Ông nói thêm rằng chính phủ của ông hiện có nhiệm vụ rất mạnh mẽ để thay đổi, để có một mối quan hệ khác với Liên Âu và một cách làm chính trị khác. Khoảnh khắc hỏa tiễn tấn công bệnh viện nhi Kiev. Đoạn băng do hãng thông tấn Reuters thu được ghi lại khoảnh khắc một hỏa tiễn bay qua bầu trời và tấn công một bệnh viện nhi ở Kiev trong ngày thứ Hai. Khói bốc lên cuồn cuộn do tác động của hỏa tiễn. Ở phía sau có thể thấy khói cuồn cuộn từ một tòa nhà khác vừa bị tấn công. Vị trí đã được xác nhận bởi các tòa nhà nhìn thấy trong đoạn băng khớp với hình ảnh tập tin và vệ tinh của khu vực. Các viên chức cho biết Nga đã trút mưa hỏa tiễn xuống các thành phố trên khắp Ukraine vào ban ngày thứ Hai, giết chết ít nhất 29 dân thường, gây thiệt hại nặng nề cho các bệnh viện nhi chính ở Kiev trong một cuộc không kích đẫm máu nhất trong suốt nhiều tháng. Moscow đã nhiều lần phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, mặc dù các cuộc tấn công của nước này đã giết chết hàng ngàn dân thường kể từ khi nước này tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào hồi tháng 2 của năm 2022. Ông Zelensky thề sẽ trả đũa sau khi Nga tấn công Ukraine đã khiến cho 29 người thiệt mạng. Tiếp theo, chương trình sẽ được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều bản tin vừa được cập nhật. Kính mong quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục theo dõi.